cái anh em mà được 12 mạng 200 200k là đơ ra đơ hết đất cho anh em luôn. Thấy chưa, 12 mạng 2 xị nè. Bỏ skin này đi mới 12 mạng được. Cầm skin đó cút luôn á. Chơi ghét ghiêu quá, mấy ông muốn cầm chinh phục hay cầm sẵn sàng tấn công á. Chinh phục thì gặp mấy kèo như kiểu Leona, Nauti, Bò, Gakan, Gale, kiểu mấy kèo đó cầm chinh phục. Còn kiểu mấy kèo mà bên nó team nó kiểu hơi máu giấy á, nó là những con mà đánh xa với máu giấy á. Ví dụ như team nó đội hình này nè, tụi nó toàn mấy con đánh xa thôi, với lại máu nó cũng giấy á. Cầm cái sẵn sàng tấn công mình dùng đam, đi lên cũng mạnh á. Em hỏi chỗ cho anh em đi net thôi mà sao anh lại hỏi anh em làm nghề gì vậy? Bộ phải làm nghề gì thì mới được vào tiệm net đó chơi à anh? Thì tiệm net anh là dành cho những người tuyển thủ, dành cho những người đã có đam mê yêu mến bộ môn Liên Minh Huyền Thoại. Chứ những người chơi net bình thường thì tụi anh không có chơi chỗ này á. Ví dụ trừ 25 thì anh FN em nha, em trừ 25 thì em dễ thương vậy chắc không có người yêu đâu. Game thì bắn bên kia cháy động, dám xin đơ 25 điểm dễ quá. Dễ ai cũng xin rồi, dễ quá. Nhắm xin 25 điểm của đờ. Áp lực nó. Đánh mấy kè này phải áp lực, là mỗi lần nó farm gift là nó phải mất máu á. Không có cho nó farm thoải mái được. Nếu mà AD nó game với fan này, AD nó mà tướng khác thì mình đẩy á, fan này nó gì ghi thì mình để nó mình về luôn. Tại nó eo qua tượng ra lên lẹ lắm, mà nó đẩy thì nó cũng không bật kiếp. chứ sao hôm nay game này đâu còn có kèo 12 mạng 2 xị nữa, phải đua KPI á. Hối hận khi mà xin 25 điểm của đời chưa, hối hận vì câu nói chưa. Gãy sớm ăn gì, gãy sớm sẽ thua nhục lắm. Win gãy sao coi bộ kèo này dễ lụng cho rể rồi. Có đâu anh ơi, không dễ đâu anh ơi. Ok, 6 kill. Yes sir. Yes sir, yes sir. Yeah. Về lên đầu gà bắn nào. Xuân Đức đã rescan 20.000 đồng. Chạy KPI có khác. Phải chạy á. Game này mà được 12 mạng 200 200k là đơ ra hết đất cho anh em luôn. Được chưa? Tặng anh em boost up luôn. Uy tín luôn. Oh. Oh, god damn. God damn. No. Tại sao tôi đã chết vậy? Đẩy luôn em. Quỳ phát thốn thiệt à. Giờ ông chơi AD nào ông cầm 8 mạng ra ông quỳ cũng thốn á. Chơi mấy AD kia ông 8 mạng ra ông bình thường cũng chết nữa, còn gì quỳ đâu. Còn sừng thất nha, này đánh đấu không đó, thách đấu tài cầu thủ không á. Gì bữa shop 200 cái nữa, giỡn hoài mấy ní. Mày đánh giải bước sắp 200 cái rồi gãy tay hả? Khó giết này. Gì vậy? Ây da. Ây da. Lớn rồi bị dụ. Thôi, game này phải tặng cho anh trai kia thêm á, 12 mạng hết. Kìa nó mê qua tượng nét à.
Gặp mấy ông đẳng cấp là mấy ông eo qua tường, eo qua chỗ mấy ông né, xong dính cái Wither. Sao sao mà tụi em chơi game mà tụi em biết KPI luôn vậy? Vừa chơi vừa chiêu hả? Mấy nãy vừa chơi mà nó biết kèo hết á hay sao ta? À, hồi nãy em coi anh tự nhiên nói vô game à. À lý do à. Dạ 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 dạ. Ây da. Đố bắt được em. Gì vậy? Trời ơi, em giỡn với anh hả Kajun? Solo. Solo à. Solo à. Để anh chấp em một tay. Mày dễ xì đờ. Chết bộ kiểu. Bọn nó anh thêm ta 5 mạng á anh Tuấn ơi, 4 mạng. Bọn nó anh Tuấn thêm 4 mạng. Chấp hai chân chấp sẵn rồi nè. Hai chân ngồi chấp sẵn rồi. Chấp gì nữa? Chấp hai chân sẵn rồi. Vô kèo chưa nhờ, vô kèo chưa, để xuống hết đất nè, vô kèo chưa nhờ. Ôi. Chà kèo nhá, đánh vậy mà ca thấy mang vào giải. Em cảm ơn anh Tuấn nha, cảm ơn anh. Cảm ơn Tuấn nha. Hết thôi, hết cái, hết hết. Nãy tôi kêu hết đất thôi, từ đâu nói hết nhiều gái đâu, hết cái thôi được không? Hết hết làm gì cắn, hết hết làm gì cắn, gì đâu cắn, hết hết thôi, dễ mà. Hết nè. Đây, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mai mang S okay vào tối mai A lại sang xem stream tiếp. Ok chưa? Y tính mà, đời y tính mà. Nên em nhấn like, subscribe, ủng hộ đời nha, mời thêm nhiều.